chúng ta hãy nhìn vào trên màn hình, đây là bàn pick của cả hai đội đang diễn ra rồi. Bên phía Bayern, đại diện của Malai, họ bắt đầu cấm đi vị tướng đầu tiên là Seraphine. Đôi khi tôi có cảm giác là các đội từ Malai họ cấm chọn nó hơi kỳ lạ hơn so với cái tưởng tượng của tôi một chút xíu. Còn trong khi đó bên phía kia Flockwood, họ đến từ khu vực Đại Bắc Trung Hoa, một cái khu vực mà rất sợ hai con, đó là con Zeke cùng với là con Ragaz, thì họ chủ động cấm đi con tướng đầu tiên là Zeke rồi. Rồi như vậy là cấm đi Seraphine đến từ Bayern và cấm đi Gragas nữa. Ồ, Gragas thì tôi lại nghĩ đó có lẽ là một lực cấm thẳng với Isera khi mà ngày hôm qua thì anh chàng này đã có màn thể hiện Gragas ở trong đội hình của Flashwap tương đối là ok. Và thực ra thì các cái lực cấm và chọn của các đội tuyển chúng ta ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ là dựa vào kết quả của ngày thi đấu thứ nhất là cũng rất nhiều đó. Bayern thì sau khi mà tất các lực cấm của mình thì họ ngay lập tức lựa chọn đầu tiên vào quân bài Garen. Còn ở bên phía Flashwap thì sao? Họ lựa chọn cho mình cặp đôi được dưới Rakan và Saya, một cặp đôi rất mạnh ở khu vực được dưới ở thời điểm hiện tại. Đúng vậy, khi mà đạt được cấp độ 2 thì khả năng tấn công một cặp đôi này cực kỳ mạnh luôn. Khả năng trao đổi chiêu thức ngắn kết hợp với cả trạng thái khống chế của cả cặp đôi này đều rất khỏe. Cộng thêm khả năng đẩy đường tốt và biến về cùng với nhau nữa. Thì bên phía bên kia, câu trả lời của họ, ôi tại sao lại có một con Olaf xuất hiện ở đây? Olaf. Đây là con Olaf đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay. Chúng ta đã nói chuyện này khá là nhiều lần. Olaf trong giải đấu này sẽ không thể nào lên được giáp thiên thần. Và đây sẽ là một cái thiệt thòi khá là lớn dành cho Bayern. Họ có cho mình là Kai'Sa, một vị tướng xạ thủ được ưa chuộng, được rất nhiều đội sử dụng, nhưng không phải là một vị tướng tối thượng ở lúc này. Nó có rất nhiều khắc chế khác nhau. Và Saya là một trong những vị tướng đó. Khi mà sải tay của Saya là hoàn toàn vượt trội hơn so với lại Kai'Sa bên phía kia. Họ bù trừ điểm này bằng cách là có một con bài lao lên tấn công, mở vô tranh rất mạnh mẽ là Alistar. Như vậy là Bayern họ đã hoàn tất đội hình của mình. Và đội hình của họ thì cái chất đội hình nó cũng tương tự như là trận thi đấu của họ ngày hôm qua. Trong đội hình của họ có 3 quân bài có khả năng băm bổ, khả năng lao vào cực kỳ mạnh mẽ, đó là Alistar, Olaf cũng như là Garen. Và điều này sẽ giúp cho siêu xạ thủ của họ đó là Saji có thể thoải mái xả thất thương từ phía hàng sau. Tuy nhiên nên nhớ rằng bên phía đội hình của Flashwap, quân bài xạ thủ của họ đó là Saya. Đây là một quân bài có khả năng đối đầu rất tốt với những chất tướng lao vào của bên phía Braya. Và chắc chắn là ở trong trận đấu này thì cái đội hình nhiều vị tướng băm bổ của bên phía Braya như thế này thì chắc chắn là sẽ không thể vận hành một cách trơn tru được so với Flashwap. Trong khi đó thì Flashwap họ đang chọn một đội hình nó khá là cơ bản, cực kỳ cơ bản, với một bộ môn MOBA có khá là nhiều chống chịu, khả năng kết hợp giao tranh tổng tuyệt vời. Chỉ cần nhìn vào Zavan, chỉ cần nhìn vào Ori thôi, và kể cả là Rakan, chúng ta đã thấy được cái mường tượng, cái sức mạnh của họ khi bước vào một pha giao tranh ở cái góc độ hẹp. Ngoại trừ như vậy thì họ còn có thêm một con bài đi thẳng đường nha, ở trong kèo đối đầu 1-1 ở khu vực đường Baron, đó là Darius cùng với Garen. Chúng ta đã xem kèo đấu này khá là nhiều ở Icon Series mùa hè khu vực Việt Nam rồi. Thì đây là một kèo đấu mà nếu như Darius làm tốt thì quyền chủ động sẽ dành cho anh ta. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với những bước di chuyển đầu tiên của cả hai đội tuyển. Như vậy là Isera đang có mặt ở đây cùng với người chơi đứng giữa của mình, đó là Bruce. Đây là một bước di chuyển hết sức quen thuộc đến từ Flashwap, khi mà người chơi đường Baron của họ luôn luôn sẽ giúp cho người chơi đường giữa dọn dẹp nhanh đi tới lính ở khu vực đường giữa này, sau đó di chuyển lên đường Baron. Tuy nhiên thì Baron đáp trả cũng rất tốt, họ cũng có người chơi đi đường Baron ở đây, nhưng khả năng dọn dẹp lính của họ là chậm hơn so với đối phương một chút. Đúng, cái xoay rìu của Darius, một chiêu thức có sát thương lớn, có khả năng dọn lính mạnh ở khoảng cấp độ 1, giúp cho đẩy đường bên phía của Flashwap chắc chắn sẽ nhanh hơn. Và nhờ vậy nó sẽ tạo được áp lực ở đường giữa khá là nhiều. Anh ta lên cấp độ 2 trước sau bên phía bên kia là Rus. Cú rỉ máu rất đau, nhưng phát đánh thường với nội tại của Oriana là vô cùng chất lượng. Và khi quay ngược trở lại khu vực đường của mình thì Isera lại có sự trợ giúp của người chơi hỗ trợ, khi mà anh ta nhìn thấy rằng cặp đôi đường dưới của bên phía bên kia cũng đã đổi đường lên trên đây rồi. Rồi, như vậy là Isera với sự hỗ trợ của Eason ở khu vực đường trên như thế này thì chắc chắn là anh ta sẽ không gặp nguy hiểm. Có chăng là cái khả năng dọn dẹp lính của anh ta sẽ phải kém hơn một chút so với bộ đôi xạ thủ và hỗ trợ của đối phương mà thôi. Còn ở khu vực đường dưới thì Demon anh ta đang có một tình huống bán hành cho người chơi đi được Baron của bên phía Braya, đó là Sune. Sune còn rất tấm máu và anh ta chưa biến về bởi vì anh ta không muốn mất đi đợt lính này. Đúng vậy, không biết là có cái bình oxy nào được ship cho Sune không, chứ tôi thấy anh ta hơi khó thở rồi đấy. Trong khi đó bên phía bên kia Flashwap, câu chuyện nó sẽ không quá khó khăn dành cho Isera. Khả năng hồi phục của anh ta là có với những cái xoay rìu của mình. Và kể cả là ui khoảng băng trụ với bốn người và lao lên, nhưng đây là câu chuyện của mình đứng dưới. Vẫn chưa có điều cũng xảy ra, hung gió vào mắt tôi rồi. Karuto vừa mới hung gió vào khoảng không, không hề trúng bất kỳ ai cả. Như vậy là giao tranh xảy ra ở cả nửa trên và nửa dưới của ba đồ. Không ai chết. Nhưng không ai chết cả. Nhưng
Flash World với pha găng tốt đến từ Cookie này thì cũng đã ép cho Sune phải lùi về. Và như vậy thì Flash World vào được một nửa lượng máu của cái chỗ của đường dưới. Trong khi đó đường trên thì những người chơi của Berserker Dragon không làm tốt được đến như vậy. Họ lấy được chỉ một ít máu ở cái chỗ đường trên mà thôi. Họ không thể nào có nhiều thời gian khi mà những đợt lính trước đó Izra cùng với lại hỗ trợ của anh ta đã làm rất tốt, xóa sổ nó đi trước khi để nó chạm được vào mặt trụ. Chỉ còn hai con lính mà thôi, không có quá nhiều thời gian để cho xa thủ bên phía Beja có thể bắn vào trụ được. Chỉ lấy được một lớp giáp đến từ trụ của đối phương mà thôi. Nhưng mà Izra, câu chuyện về tuổi thơ bất hạnh của anh ta nó vẫn chưa dừng lại ở đó. Đây là ba người, hồi nãy là bốn. Và một người đã xuất hiện, hỗ trợ của Flamengo xuất hiện. Nhìn thấy đối phương đứng ở trong bụi cỏ này, thông tin là có, Izra cùng với hỗ trợ của mình vẫn đang rất bình tĩnh nha, đứng dưới trụ chờ đợi pha tấn công của đối phương. Một tình huống di chuyển rất tốt đến từ Essen ở trong pha thi đấu vừa rồi. Anh ta đã kịp thời lên hỗ trợ cho người chơi đường trên của mình có thể trụ vững trước liên tục là những con sóng dữ được đẩy vào bởi Flash Club. Rõ ràng là chiến thuật của Flash Club ở trong trận đấu này là rất rõ ràng. Họ đánh mạnh lên khu vực đường trên. Hoàng đã chúng ta đến với pha thi đấu ở khu vực đường trên, hất tung được hai người, tôi vừa mới thấy là như vậy. Giao tranh vẫn đang tiếp tục, không chỉ là trao đổi chiêu thức mà thôi. Nhưng Sedan ta kéo hụt rồi. Với cái cú kéo hụt này thì chắc chắn là sẽ không có bất kỳ pha giao tranh nào cả. Một trừ dành cho cameraman của Philippines. Nên chúng ta không biết thì cameraman của chúng ta đang đến từ một đất nước khác. Và bây giờ có vẻ như là nhịp thi đấu nó hơi nhanh, nó khiến cho anh chàng cameraman chúng ta lúng túng thực sự ở trong những cái pha tấn công của cả hai đội. Không gió chính xác, không gió chính xác của Karuto. Không cấu được quá nhiều máu. Bên phía bên kia cấp độ 6, anh ta chỉ mới là cấp độ 5 mà thôi. Rồi, trong khi đó thì Sune ở khu vực dưới thì sau tình huống bị ép trụ cực mạnh đến từ phía đối thủ thì anh ta cũng đã lên được cho mình đó là cấp độ 6. Và lượng tiền của anh ta cho đến thời điểm hiện tại thì cũng là khá ổn đấy chứ. Anh ta được 2.900 tiền, 3.000 tiền hơn so với người đi đường trên phía bên kia đó là Isera. Mặc dù là cái trụ của anh ta chỉ còn là một chấm máu mà thôi. Nhưng bây giờ thì xạ thủ của bên phía Berserker Dragon đã di chuyển xuống khu vực đường dưới để có tình huống kiểm soát ở hang con rồng lửa này. Di chuyển rất là đúng nhịp nha. Blackwood luôn luôn là một đội nắm bắt thời gian để kiểm soát mục tiêu lớn. Thật ra bất kỳ một đội đến từ Đài Bắc Trung Hoa nào đều làm rất tốt chuyện này. Và rõ ràng đội top đầu như là Blackwood thì sẽ không thể nào sai sót được. Khoan đã, một pha combo lao vào, 600 máu từ rồng trừng phạt rất tốt của Cookie. Quay lại là một cú đại địa chấn, anh ta thoát ra bên phía bên ngoài. Có sự hỗ trợ đến từ những người đồng đội của mình đang là 5 người của Blackwood. Trong khi đó bên phía bên kia có vẻ như là Bayaya khi nhìn thấy con rồng nằm xuống họ cũng không mặn mà lắm với pha giao tranh đó nữa. Flash Club họ tham minh rất tốt. Ngay khi thấy rất nhiều những tình huống biến về đến từ phía đối thủ thì ngay lập tức họ khởi động con rồng luôn. Và rõ ràng là trong tình huống vừa rồi thì Berserker họ tập trung người là trễ hơn. Và điều đó nó khiến cho họ không có thế để can thiệp vào hang con rồng này. Và một con rồng rất quan trọng ở trong trận đấu này đó là con rồng lửa. Nó đã thuộc về cho bên phía của Flash Club. Con rồng lửa này sẽ giúp ích rất nhiều cho một đội hình rất lết của Flash Club với sự có mặt của Orianna cũng như là Saiya ở trong đội hình của mình. Và các bạn hãy nhìn thấy cách lên đồ từ bên phía Flash Club. Ở những vị trí có thể gây sát thương được chứ Saiya cùng với lại Zavan, họ ngay lập tức lên cho mình là gươm đồ tệ. Họ không muốn cái con Garen cùng với Olaf làm phiền họ trong những pha giao tranh. Khả năng hồi phục đến từ Olaf, khả năng hồi phục đến từ Garen sẽ bị giảm đến tối thiểu với những cái gươm đồ tệ này. Và cùng lúc đó thì Bruce với Orianna cũng lên cho mình một cái mặt nạ đoạn đầy là Andri. Tôi đánh giá rất cao. Khoan lại, chúng ta sẽ pha thi đấu này. Isera đang cố gắng bỏ chạy, anh ta có túc biến về phía những người đồng đội của mình. Ngay lập tức là có ba người cũng là búp đứng sau lưng anh ta. Wow, một sự kêu gọi rất tốt đến từ đại diện Đài Bắc. Ý đồ chiến thuật của cả hai team ở trong trận đấu này rất rõ ràng đúng không? Bên phía Berserker Dragon thì họ chủ động đánh mạnh vào bất kỳ khu vực đường nào mà Isera di chuyển đến. Isera tới đâu là họ đi. Và Flash Club họ đọc được điều đó và họ cũng đầu tư rất nhiều người để có thể bảo vệ cho Isera. Nhân tố có thể nói thi đấu đổi bậc nhất ở trong đội hình của Flash Club được thi đấu một cách thoải mái. Nhưng mà các bạn hãy nhìn đi, cái nhịp di chuyển của Flash Club nó tạo ra khoảng trống dành cho xạ thủ của họ Farm. Trong khi đó thì Saiji lại đang đi chung với những người đồng đội của mình, tức là những đợt lính anh ta sẽ phải chia tiền với những người đồng đội của mình. Điều đó đang cho hai xạ thủ có một khoảng cách nho nhỏ về tiền và Demon đang là người có lợi thế hơn với 500. Chia tiền và chia cả kinh nghiệm nữa. Khi mà vừa rồi thì Saiji mới chỉ vừa lên cho mình đó là cái cấp độ 8 mà thôi. Còn Demon thì anh ta đã lên được cấp độ 8 từ rất lâu rồi. Và điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cực kỳ thấp máu, Roots vẫn còn có thể sống được và Furlus đã có dành cho Platform. Đó là Darius Isera dù bị càng từ đầu trận đến cuối trận. Đi hết đường này đường khác, anh ta vẫn là người có được chiến công đầu. Và họ đang làm chủ hoàn toàn khu vực sứ giả khai nước, không dám can thiệp vào hàng con sứ giả khai nước này luôn. Đó là Berserker Dragon. Cái cách mà Berserker Dragon họ tiếp cận trận đấu này là có thể hiểu được. Họ muốn đánh mạnh vào khu vực đường của Isera, nhưng họ không thành công cho việc làm điều đó. Và nó khiến cho xạ thủ của bên phía của Flash Club, đó là Demon, thoải mái farm. Và rõ ràng là điều này ảnh hưởng rất nhiều đến cái thế giao tranh của Flash Club.
họ hoàn toàn chiếm lợi thế về mặt sát thương ở trong tất cả những pha giao tranh với Bereja Regan. Và một điểm chiến công đầu tiên là rất xứng đáng dành cho Flapwurf. Cũng như là cái timing của Flapwurf á, khi mà họ ra họ cắm hết tầm nhìn rồi, họ đã chiếm được cái quyền kiểm soát khu vực hang sứ giả rồi, thì đối phương vẫn chưa có bất kỳ một con mắt nào cả, không hề có bất kỳ một tầm nhìn nào của Bereja tiếp cận được hang sứ giả khi nước cho họ được thông tin là đối phương đang ở đâu. Nó khiến cho cái nhịp vào giao tranh của họ nó rất là rón rén, họ không thể nào ập vào với nhiều người được khi mà không biết là đối phương đang ở đâu trên bản đồ cả. Đây là cấp 9 đánh với cấp 8, nhưng mà Garen vẫn là một chiếc hứng thua, vẫn muốn đánh nhau. Izra đang hơi mạo hiểm với pha này bởi vì anh ta có cho mình lá trắng, đã sử dụng lá trắng, đối phương cũng đã dùng thiêu đốt, và Izra nên lùi lại đi khi mà ba người của Bereja Regan ở đây. Izra có lẽ biết điều đó, ngay khi ngửi thấy cái mùi không thơm lắm thì Izra anh ta lùi về rất sâu ở trong trụ. Trong khi đó thì bốn người đồng đội của anh ta đang kiểm soát ở nửa dưới của bản đồ, như vậy là đã thả sứ giả khe nước ở khu vực đường giữa. Đây là một tình huống giải nguy, vừa giải nguy cho Izra, vừa cái áp lực được ở khu vực đường giữa. Trong khi đó thì xạ thủ của Flashwolf đó là Demon cũng đang đẩy một tên lính rất cao ở khu vực đường rộng. Như vậy là trao đổi luôn luôn là có lời đến từ Flashwolf ở trong tất cả những pha thi đấu của họ đối với Bereja Regan. Chơi game kiểu này không cần cắm mắt luôn các bạn, bởi vì thật ra là Flashwolf chẳng cần đoán đối phương đang ở đâu cả. Israel đi đâu chắc chắn đối phương đang đứng gần đó. Họ không cần cầm mắt luôn, họ chỉ cần cử Israel đi đâu là đối phương chắc chắn sẽ đi theo. Cho nên các bạn thấy là họ vừa mới cử Israel lên đường trên phòng ngự xong, họ ngay lập tức ùa ba người ở đường giữa đó. Họ biết rằng chắc chắn đối phương sẽ đi theo và cố gắng bắt anh chàng người chơi đường đơn của mình. Cho nên họ tận dụng khoảng trống rất là tốt để lấy đi một nửa, chắc là hơn một nửa cái máu của trụ ở khu vực đường giữa rồi. Và trong khi đó thì ở đường dưới, xạ thủ của họ lại có thêm khoảng trống và farm, và khoảng cách lúc này đang được kéo giãn là 1.200 tiền giá hàng xạ thủ. Giao tranh đang xảy ra gần khu vực hai con rồng, và chúng ta có 10 người chơi ở đây. Cả hai đội tuyển đều rất muốn tranh chấp con rồng thứ hai của trận đấu này, đó là con rồng đất. Chili đang chọn góc để có thể lao vào, rồng thu về kiểm soát của Flashwolf. Nửa máu rồi, đại địa chấn được dậm ra và khống chế rất mạnh vào đội hình bên phía của Bereja Regan. Nhưng Bereja Regan mới là đội tuyển loại máu hơn, và xạ thủ của họ Sazi, anh ta đang bắn. Sazi đang bắn được hết, Sazi đu lên với bàn sát thủ. Sazi làm sao bao nhiêu, Sazi lên bảng đếm số chỉ sau một pha cùng một quả đẹp, và Izra kéo được một người nữa và một pha quét sạch cho Flashwolf ở trong pha thi đấu này. Tuyệt vời, đó là pha xử lý rất tuyệt vời của Cookie khi anh ta đã zone hoàn toàn đội hình của Bereja Regan bằng cái đại địa chấn của mình, câu kéo được rất nhiều sát thương, anh ta sống cực kỳ lâu luôn, và câu kéo được gần như toàn bộ những chiêu thức quan trọng của đối phương để cho hàng sau của anh ta có thể bắn được. Rus cùng với lại Demon rất nỗ lực để gây sát thương. Demon bị nhắm tới, anh ta vô cùng thấp máu nhưng cũng thu hút được sự chú ý của đối phương và thoát về một cách an toàn. Anh ta thậm chí không phải nằm xuống với một lượng máu vô cùng ít ỏi. Rus thì thoải mái, không ai nhìn đến anh ta cả, anh ta cứ liên tục đưa cầu vào người các thành viên của bên phía Bereja Regan. Và đó là một tình huống mà sát thương chủ lực bên phía Bereja, Sazi, anh ta đánh giá sai sức mạnh đội hình của phía Flashwolf. Anh ta có một tình huống đu lên với bản năng sát thủ của mình và đây, ngay lập tức nguyên cả cây máu của anh ta bốc hơi luôn. Solo skill đường dưới, đây là pha solo kill giữa Darius cùng với Garen. Không cần phải nói thì các bạn cũng biết là ai sẽ là người mạnh hơn. Và xoáy cầu outplay đối phương bằng chiêu cuối của mình, trúc biến để bỏ chạy khi thấy xạ thủ đối phương đã xuất hiện ở đây. Nhưng Rus tới tung cho đồng đội của mình một lớp lá chắn, và anh ta tạm thời vẫn đang chạy được. Một pha xoáy cầu để giảm thiểu áp lực của đối phương, vẫn đang bị truy đuổi bởi một chú bò, nhưng bò thì chưa bao giờ thắng được một gã cầm rìu như thế này cả. Và anh ta bữa thẳng vào đầu của chú bò Winter. Tiếp tục là một điểm hạ gục nữa dành cho Izra. Khi đó thì Chili đang phải bỏ chạy, Demon tiếp tục làm thay cái công việc mà đáng lẽ Izra phải làm. Anh ta đang là người đẩy lẻ trong đội hình của bên phía Flashwolf, và rõ ràng từ nãy đến giờ thì Demon anh ta rất thoải mái trong việc farm đi được rất nhiều lượng tài nguyên ở trên bản đồ, tất cả lượng tài nguyên rừng của Bereja và tất cả những con lính ở trong đó. Qua đó một pha hất tung chính xác đến từ Essen nhưng không có quá nhiều sự đe dọa. Flashwolf đang kiểm soát con Baron này với Bereja một lần nữa, không dám can thiệp vào. Người chơi đi rừng của họ còn một tí máu sau pha hất tung tuyệt vời của Essen cùng với một pha đưa cầu nhẹ nhàng của Rus thôi, anh ta còn đúng khoảng 20% máu và phải bỏ chạy về nhà. Trong khi đó áp lực từ các thành viên bên phía Bereja, họ quyết định tiến ra khu vực giữa, họ hung gió chiếm xác mọi người được giữa bên phía bên kia. Rốt cuộc thì họ cũng đã hạ gục được Rus ở trong ván thi đấu này. Rus lên bảng đếm số và như vậy là Flashwolf chỉ còn lại 4 bù lợi Baron mà thôi. Nhưng không sao, nhưng tuy nhiên với việc là Bereja Regan thành công kết thúc đi được cái mạng của Rus thì sẽ giảm tải được áp lực cho họ ở khu vực giữa và họ thoải mái set up pha giao tranh này với bên phía của Flashwolf. Một người tấp máu, đó là Essen. Essen đã bỏ chạy và có hai người đồng đội giúp cho anh ta bỏ chạy thành công. Essen quay lại và không hất tung được ai, và Bereja Regan xóa sổ lính thành công và họ sẽ an tâm lùi về trong tình huống này. Với một pha mà đối phương mất đi chủ lực ở khu vực đường giữa thì Bereja Regan cũng đã khá tự tin với pha tổ chức tấn công của mình, nhưng rất tiếc
là khả năng câu kéo sát thương của Eason nó quá khó chịu đi. Anh ta vẫn còn hồi máu, anh ta vẫn còn thúc biến. Ta lao lên quấy nhiễu đội hình bên phía bên kia, thúc biến rồi trở về phía đồng đội của mình, tạo ra lượng giáp và giúp cho Demon phong ngự được thành công cái trụ ở khu vực giữa. Thế ra cái lối chiến thuật của Baraja Dragon ở thời điểm hiện tại thì tôi cũng nghĩ là phần nào hợp lý. Tức là họ chủ động gây áp lực lên tất cả các vị trí của bên phía Flash Club để cho người chơi xạ thủ của họ, đó là Saji, có thể đi farm một cách âm thầm. Và Saji từ đây đến giờ thì anh ta đang thu ngắn gần cái khoảng cách về mặt lượng tiền so với xạ thủ bên phía Flash Club, đó là Demon. Bây giờ thì Saji anh ta có cho mình đó là 9.000 tiền rồi, trong khi đó thì Demon có 11.000 tiền. Tuy nhiên là khoảng cách về mặt lượng tiền giữa hai xạ thủ này chỉ còn là 2.000 thôi, trong khi trước đó là khoảng 4.000. Đây là pha solo kill giữa hai người chơi đi đường Baron Isera. Nhưng người chơi đi đường Baron của Baraja Dragon có sự tiếp ứng đến từ hai người đồng đội của anh ta nữa. Nhưng lập tức quay về, đây là thế bánh mì kẹp thịt. Eason hất tung được một người và Demon đang bắt đầu bắn, nhưng Demon bị lao vào bởi 3-4 người bên phía Baraja. Và Demon bốc hơi rồi, bây giờ Baraja đánh được này. Saji anh ta đang lao lên nhưng không có thể bắn tiếp tục. Nếu như mà Isera xử lý tinh tế bao nhiêu thì Demon lại xử lý vụng về bấy nhiêu. Anh ta đi ngang trước mặt ba người đối phương, anh ta thậm chí còn tốc biến luôn nhưng lại không sử dụng trong tình huống đó và để một điểm hòa gục nằm xuống, nó hết sức là trớ trêu dành cho hai người Flash Quốc. Nếu như mà Demon anh ta di chuyển một cách khéo léo hơn thì tôi nghĩ đã có ít nhất là hai điểm hòa gục dành cho Flash Quốc sau pha bọc đầu vừa rồi của họ, và họ có thể hướng tới con rồng này dễ dàng hơn rất là nhiều so với tình trạng hiện tại là không có xạ thủ. Thì bên phía Flash Quốc sẽ phải rất dè chừng một pha hất tung lên nữa, kéo được chú bò của Winter ngược trở lại, vẫn đang muốn bổ vào đầu chú bò Winter. Winter đã chạy được thành công, năm người của Bia ở đây. Trong khi đó xạ thủ của Flashwolf ở đâu? Anh ta đang cố gắng chạy ra với những người đồng đội của mình. Bây giờ thì Baraja cũng tương đối là trâu rồi. Tuy nhiên thì con rồng thứ ba của trận đấu này đó là con rồng gió, thì đang nằm trong tầm kiểm soát của bên phía Flashwolf sau khi cấu được nửa máu của Winter chơi trợ thủ bên phía Baraja. Và rồng chắc chắn sẽ được ăn bởi Flashwolf. Flashwolf có hai rồng, trong khi đó thì Baraja có được con rồng đất. Một con rồng đất cũng sẽ tương đối quan trọng với những chiến tướng chống chịu nhiều của họ như là Garen cùng với Olaf. Nhưng khoan, Cookie muốn làm gì? Anh ta muốn truy đuổi đối phương. Đó là Karuto với Ahri, một cái tướng khá là cơ động, không có nhiều khả năng lắm để ta bắt được. Tạm thời thì chúng ta thấy rằng là cái chiến thuật của Flashwolf vẫn đang là 1-4 nha. Về cơ bản đang 1-4, tức là họ vẫn đang để Isera một cánh và đẩy. Nhưng mà Isera từ nãy tới giờ anh ta luôn phải chịu sức ép đến từ 3 người đối phương. Mỗi lần anh ta xuất hiện ở đâu, 3 người sẽ xuất hiện ngay lập tức để có thể ngăn cản những đợt đẩy của anh ta. Nó khiến cho cái thế 1-4 của Flashwolf nó vẫn chưa được tối đa hóa sức mạnh. Họ vẫn chưa lấy được cái trụ nào đến từ sức ép từ đẩy lẻ đến từ Isera. Tuy nhiên là một tín hiệu đáng mừng dành cho Flashwolf, đó là mặc dù Isera anh ta bị chú ý nhiều đến vậy, tuy nhiên anh ta chưa phải nằm lại bất kỳ một màn hạ gục nào cả. Đây là Isera, anh ta đứng chặn chú bò Winter lại một lần nữa, đối thủ của anh ta nhấc pha hất tung hai người và combo xoáy cầu cực kỳ đẹp của Rus xóa tan đội hình của Baraja Dragon. Đã hai người nằm xuống và đó là người thứ ba Rampage dành cho Isera. Đối phương nhắm đến anh ta bao nhiêu, anh ta đáp trả lại bấy nhiêu. Trước đó thì tôi vừa khen đội hình của Baraja đang tương đối là trâu rồi, nhưng ở trong pha thi đấu này thì họ không hề trâu một tí nào. Cả Demon đang bắn rất tự tin ngay trong trụ của đối phương. Isera đang chống chịu sát thương. Isera có thể lùi đi được hay không khi đây là bờ tường rồi? Isera không thể lùi đi được. Isera lên bàn điểm số mà hạ gục là dành cho Ahri. Tuy nhiên trong pha thi đấu này thì Flash Club có được 3 điểm hạ gục. Đó là pha mà hơi hừng quá đến từ hơi hừng. Flash Club họ đi thẳng vào trụ ba đối phương và đánh trong nhà đối phương. Pha đó thì Isera là người lỗi nhất khi mà ta quá cố gắng đâm sâu vào. Chứ thật ra nếu như mà anh ta đi ngược trở lại khu vực đường dưới và xóa sổ được lính thì tôi nghĩ là họ đã có một cái đợt đẩy ngay lập tức theo sau đó với cái trụ hai của đối phương ở nửa dưới bản đồ thì nó sẽ là tốt hơn. Thực ra họ có cơ sở để hừng, bởi vì ở thời điểm trước đó thì đội hình của Flashwolf đã hơn tiền so với Baraja Dragon, đó là 11.000 tiền. Do đó là họ tự tin như vậy ở trong pha thi đấu ngay ở trong nhà của đối phương là hoàn toàn dễ hiểu mà thôi. Tuy nhiên thì đó là một pha thi đấu mà người chơi chủ lực của họ đó Isera đã phải nằm lại. Do đó là Flashwolf không có thế để có thể hướng đến con Baron ngay sau đó. Tuy nhiên thì đây là pha giao tranh mà Flashwolf có lẽ sẽ rất muốn đánh. Họ sẽ rất muốn có chiến thắng trong pha giao tranh này để có thể hướng đến Baron, qua đó kết thúc luôn trận đấu này. Đây, họ đang cố gắng dùng những cái máy quét của mình để xóa sổ tầm nhìn ở xung quanh khu vực Baron. Chỉ kiểm soát khu vực này trước cái đã. Còn khoảng hơn 30 giây nữa thì chú rồng tiếp theo nó xuất hiện. Và đây là pha tấn công trước đến từ Flashwolf. Vẫn là hỗ trợ của họ đau lên và hỗ trợ của họ bốc hơi quá nhanh. Cú hông gió chính xác của Karuto dứt điểm được thành công. Eason bên phía bên kia, người chơi xạ thủ từ bên phía Flashwolf không có ai bảo kê cả. Isera quá nhiều mẫu, anh ta đã cố gắng đến với những người đồng đội của mình và Isera vẫn quen tiếp tục bủa. Anh ta quá mạnh, anh ta bủa cú nào đối phương lên bảng của đó ơi. Và hàng sau ngay lập tức tan vỡ. Cookie cũng lao lên với sát thương rất lớn con Zavan của anh ta. Rồi, như vậy thì Baraja chỉ còn lại Karuto và Saji
hai chức tướng máu cực mỏng ở trong pha thi đấu này mà thôi, và chắc chắn là họ sẽ không thể nào can thiệp được vào hang con Baron này. Và Baron 2 của trận đấu này chắc chắn là sẽ thuộc về cho Flashwap. Và sau pha thi đấu vừa rồi thì Flashwap vẫn duy trì được cái khoảng cách về mặt lượng tiền so với đội hình của Blazer Dragon, đó là 12.000 tiền ở thời điểm hiện tại rồi. Và với con Baron này và với cái việc là Flashwap họ đang điều lính ở cả hai cánh cao như thế này thì hoàn toàn họ có thể sử dụng con Baron này để kết thúc luôn trận đấu này khi mà Blazer Dragon chỉ còn lại hai trụ ở hai đường siêu cấp mà thôi. Khá là khó để có thể chạm vào hàng sau của Flashwap đúng không? Bạn chỉ có thể nào mà bắt những vị tướng lao vào từ Flashwap thôi. Như cái ví dụ vừa rồi các bạn thấy là Ixion anh ta lên bảng rất là nhanh, nhưng những người khác khi mà họ chọn được vị trí tốt á thì Rus cùng với lại Demon có thể gây một lượng sát thương vô cùng lớn với cái khoảng cách mà họ tạo ra. Hãy nhớ rằng Karuto cùng với Sagi là những vị tướng không phải là có sải tay quá tốt, không phải sải tay quá dài để có thể bắn từ tầm xa được, và khả năng càng lướt vào đội hình đối phương đến từ Flashwap là nhỉnh hơn rất nhiều với lại Zavan, với lại Iris của họ. Tức là bây giờ mà Bera Yarigan thì quá đã. Isera kéo được một người và Isera bị đẩy văng ra. Nhưng Cookie anh ta đã khép góc bằng đội hình của Bera Yarigan. Và Demon anh ta đang bắn được. Demon anh ta đang bắn rất đầu vị trí của Sune. Sune đang cố gắng bơi nhưng Sune không bơi được. Bên này thì Sashi phải lên bảng điểm số. Và triple kill dành cho Demon. Và Demon tiếp tục là chơi hay trong pha thi đấu này. Và chắc chắn Flashwap sẽ có được trận đấu này trước Bera Yarigan. Một trận đấu mà Flashwap đã gặp không quá nhiều khó khăn để nghiền nát đại diện của Malaysia, với việc là Saya và Rakan của họ thi đấu vô cùng tốt, đặc biệt là Rakan. Tôi đánh giá rất cao anh chàng người chơi hỗ trợ của Flashwap với màn thể hiện của anh ta, với con Rakan của mình luôn luôn là chọn đúng thời điểm để có những pha xuất hiện hành tráng được rất nhiều người bên phía bên kia với những cú chiêu cuối rất đẹp. Và thêm một người nữa, chúng ta thấy rằng là cái mối lo ngại của những đội tuyển Việt Nam dành cho Isera là đúng đến mức nào. Anh ta bị găng liên tục từ đầu đến cuối trận đấu, nhưng mà tôi nghĩ rằng anh ta hình như mới nằm xuống mới đúng một lần duy nhất. Đúng một lần. Và anh ta quét toàn bộ đội hình đối phương trong những pha giao tranh. Anh ta càng lướt toàn bộ đội hình của đối phương trong bất kỳ một pha giao tranh nào có mặt anh ta. Còn Demon thì anh ta là một chất thứ Saya. Và anh ta không sợ bất kỳ một tình huống nào lao vào đến từ các người chơi bên phía Bera Yarigan cả. Đơn giản là anh ta bật cho mình cái chiêu cuối bảo tồn nổi dậy, và anh ta né đi toàn bộ những sự khống chế đến từ Bera Yarigan, và anh ta thoải mái trả sát thương khi mà Isera đã đến. Và cái cách tiếp cận trận đấu của Bera Regan ở trong trận thi đấu này là có ý đồ. Họ đánh mạnh vào vị trí của Isera. Họ muốn cho Isera không được chơi. Tuy nhiên thì họ không làm được điều đó. Like fanpage Liên minh Hình thái Tốc chiến eSports và nhấn subscribe kênh YouTube Liên minh Hình thái Tốc chiến để cập nhật những tin tức thú vị và theo dõi giải đấu Icon CVC.